Xin chào tất cả các thầy cô và các bạn đã đến với kênh YouTube của Ngọc Tùng Đoàn. Kênh YouTube của mình chuyên làm về các video hướng dẫn thiết kế slide PowerPoint. Trong video ngày hôm nay, Tùng sẽ hướng dẫn tất cả các thầy cô cũng như các bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một trang slide trình chiếu những bức ảnh dưới dạng chuyển động theo kiểu album như thế này. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào thao tác chi tiết nhé. Ngay lúc này, khi ở màn hình làm việc chính, thì Tùng đã có một trang slide với một cái phần background đã được đổi màu nền. Và công việc bây giờ của chúng ta đó là sẽ chèn thêm những cái nội dung chữ cũng như hình ảnh vào trong slide này. Thì ở đây Tùng đã chuẩn bị sẵn một vài cái phần chữ mặc định, thì chúng ta sẽ copy vào trong cái trang slide hiện tại ở đây. Và bây giờ Tùng sẽ chèn thêm những cái bức ảnh mà chúng ta muốn trình chiếu vào trong cái slide này. Thì các bạn chỉ cần vào trong cái folder mà chúng ta đã chuẩn bị hình ảnh, sau đó thì các bạn hãy di chuyển toàn bộ cái bức hình này vào trong slide hiện tại mà chúng ta đang có ở đây. Các bạn có thể sử dụng cả tổ phím Ctrl C, sau đó chúng ta vào trong slide Ctrl V, hoặc là sử dụng theo cách kéo thả như tôi vừa làm. Sau khi chúng ta đã đưa được toàn bộ những cái bức ảnh vào trong slide rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sắp xếp những cái bức ảnh này trên trang slide sao cho nó cân đối một chút. Thì ở đây Tùng sẽ để theo bố cục như sau. Ở phần giữa chúng ta sẽ để một ảnh, và kích thước của ảnh nó sẽ to hơn những cái ảnh còn lại. Và khi chúng ta chỉnh chiếu, nó sẽ có hai bức ảnh ở phía bên trái và bên phải cái bức hình chính như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh cái kích thước cũng như là điều chỉnh lại vị trí sắp xếp của nó trên trang slide sao cho nó phù hợp. Với bức ảnh ở giữa này, Tùng sẽ sử dụng công cụ đó là công cụ căn gióng. Các bạn hãy lựa chọn hình ảnh, sau đó chúng ta sẽ sử dụng phím Arrange, sau đó vào Align, lựa chọn Align Center. Và tiếp tục như vậy thì Tùng sẽ di chuyển hai bức ảnh còn lại vào hai vị trí hai bên. Bây giờ thì Tùng sẽ tiến hành chèn thêm một bức ảnh nữa vào phía bên tay phải. Chúng ta để bức ảnh này ở phía bên ngoài, thì tí nữa chúng ta sử dụng hiệu ứng morph, nó sẽ có một cái sự chuyển động mượt mà và thay đổi giữa các slide với nhau. Và bây giờ chúng sẽ tiến hành nhân đôi cái slide hiện tại bằng cách lựa chọn vào slide, sau đó ấn tổ phím Ctrl D, thì lập tức cái slide của chúng ta nó sẽ được nhân đôi. Và bây giờ Tùng sẽ thay đổi cái vị trí của các bức ảnh này ở trên trang slide. Thì theo như cái chuyển động hiệu ứng morph, bức ảnh của chúng ta nó sẽ di chuyển từ trái qua phải. Vì vậy Tùng sẽ tiến hành di chuyển bức ảnh cũ này sang bên trái. Thì thay vì chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại vị trí của cái bức ảnh này, thì các bạn hãy nhấn tổ phím Ctrl D để chúng ta có thể tạo ra một cái bức ảnh y hệt như thế. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay đổi vị trí của bức ảnh này bằng bức ảnh phía bên tay phải của nó. Thì cách đơn giản đó là các bạn chỉ cần chuột phải lựa chọn copy, sau đó chúng ta sẽ vào bức ảnh ở phía bên tay trái của nó, chúng ta ấn chuột phải, sau đó lựa chọn phần Change Picture, và các bạn ấn cho mình From Clipboard, thì lập tức cái bức ảnh cũ nó sẽ được thay bằng cái bức ảnh ở phía tay phải của nó. Thì cái bức ảnh trung tâm ở trang slide số 2 này chính là bức ảnh bãi biển có cây dừa ở đây. Thì chúng ta sẽ tiến hành thay đổi như sau. Các bạn lựa chọn copy, chuột phải lựa chọn copy vào bức ảnh có hình cây dừa nhé. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn vào cái hình ảnh ở vị trí trung tâm, chuột phải chọn trên picture, sau đó chúng ta lựa chọn From Clipboard, thì lập tức cái bức ảnh nó sẽ được thay đổi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ thay đổi bức ảnh cây dừa này bằng bức ảnh màu tím ở đây. Và tiếp tục như vậy, cái bức ảnh thứ 5 này sẽ là cái bức ảnh nó sẽ xuất hiện ở trang slide sau. Vì vậy Tùng sẽ tiến hành copy cái bức ảnh này. Chúng ta sẽ thay đổi vào cái vị trí hiện tại của bức ảnh cũ trên picture và from clipboard. Xóa đi cái bức ảnh cũ này đi. Tương tự như vậy thì các bạn lựa chọn vào cái slide hiện tại, chúng ta lựa chọn tổ phím Ctrl D để chúng ta nhân bản cái slide ra. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tịnh tiến vị trí của các bức ảnh này từ trái qua phải. Sau khi đã điều chỉnh được xong vị trí của các bức ảnh rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chèn thêm hiệu ứng morph cho các slide. Thì đây chính là cái slide số 1 của mình, và mình sẽ tiến hành chèn hiệu ứng morph cho hai trang slide ở phía sau. Thì mình sẽ lựa chọn phím Shift để lựa chọn hết toàn bộ các slide phía sau, sau đó vào phần Transition, các bạn lựa chọn cho mình hiệu ứng morph. Lúc này phần tốc độ các bạn sẽ điều chỉnh cho mình xuống khoảng 1,25 giây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử cái hiệu ứng này nó sẽ chạy ra sao nhé. Rất là mượt mà đúng không? Và bây giờ mình sẽ tiến hành chèn thêm một cái phần text ở phía bên dưới để chúng ta có thể bổ sung thêm những cái nội dung biểu thị cho các bức ảnh. Thì các bạn có thể chèn thêm tên hoặc là thứ tự các bức ảnh vào trong slide. Bây giờ chúng sẽ vào phần thẻ insert, sau đó chúng ta sẽ lựa chọn vào phần shape, click chọn vào hình tam giác, chúng ta sẽ nhấn giữ phím shift để tạo ra một hình tam giác đều như thế này. Shape Outline, lựa chọn No Outline. Shape Fill, chúng ta sẽ lựa chọn màu đen đây để
để thay đổi màu của phần hình khối đi. Sau đó thì Tùng sẽ đưa cái phần hình khối này vào vị trí chính giữa của trang slide. Phía bên dưới này Tùng sẽ chèn thêm những cái phần text box để chúng ta có thể biểu thị nội dung của các bức ảnh. Ở đây thì mình sẽ vào phần Home, chúng ta lựa chọn phần text box. Phần đầu tiên này thì mình sẽ gõ là Picture A. Căn giữa và các bạn có thể đổi phông đi, tăng kích cỡ lên một chút. Sau đó chúng ta sẽ đưa xuống vị trí bên dưới của phần con trỏ mà chúng ta vừa thêm vào đây, hình khối mà chúng ta vừa thêm vào đây. Và phía bên dưới nội dung Picture A này mình sẽ nhân đôi thêm. Đấy, mình sẽ nhân đôi thêm và mình sẽ thay đổi cái nội dung đi là Picture B. Thì cái phần thông tin này chính là cái thông tin biểu thị cho cái bức ảnh ở phía sau. Và cái thông tin này không phải là thông tin chính để biểu thị cho bức ảnh ở phía trên chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Vì vậy là Tùng sẽ thay đổi cỡ chữ đi để cái mức độ quan trọng của nó nhỏ hơn cái phần nội dung của Picture A ở đây. Và tiếp tục như vậy thì Tùng sẽ nhân đôi cái phần thông tin đây. Và lúc này thì mình sẽ thay đổi Picture B này thành Picture C. Và có một lưu ý là các bạn sẽ phải điều chỉnh một chút. Đó là chúng ta sẽ vào phần Shape Format, lựa chọn phần Text Fill, chúng ta lựa chọn phần No Fill để cái phần nội dung này nó biến mất đi. Và tí nữa chúng ta sẽ tiến hành thêm cái phần nội dung Picture C ở trang slide tiếp theo. Và khi mà các bạn chèn thêm ứng móc vào thì nó sẽ có một cái chuyển động vô cùng mượt mà. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự đối với trang slide số 2. Đó là các bạn hãy tiến hành copy những cái nội dung đang xuất hiện ở đây. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn phím Ctrl V để chúng ta paste vào cái trang slide tiếp theo. Và với phần Picture A này, Tùng sẽ nhân đôi lên. Tùng sẽ đưa vị trí của nó lên phía trên một chút. Shape Format, Text Fill và lựa chọn No Fill. Và lúc này cái phần nội dung Picture A chúng ta sẽ đổi thành Picture B. Đấy, Picture B chúng ta sẽ đổi thành Picture C. Và tương tự như vậy, nhân đôi cái phần text box của Picture C và chúng ta sẽ đổi thành Picture D. Và các bạn đổi Text Fill, lựa chọn thành No Fill. Và bây giờ chúng ta sẽ thao tác tương tự với các trang slide còn lại. Thì các bạn hãy lựa chọn những cái phần đang xuất hiện đây, chúng ta sẽ copy vào trang slide ở phía sau. Thì nếu mà trong quá trình mà các bạn lựa chọn cái phần text box này, nó nằm ở phía bên trên của phần hình khối và các bạn không lựa chọn được vào, thì các bạn hãy chuột phải vào phần text box, chúng ta lựa chọn Center Back để cái phần hình khối nó nằm ở phía bên trên. Và chúng ta sẽ tiến hành copy sang trang slide ở phía sau. Và bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự như hai cái trang slide đó. Và như vậy là Tùng đã hoàn thành cái công việc mà chúng ta chèn thêm text box vào. Thì bây giờ các bạn hãy cùng nhau chúng ta sẽ chạy thử trang slide và xem kết quả nó ra sao nhé. Các bạn có thể thấy là trong quá trình mà bức ảnh, các bức ảnh di chuyển ở phía bên trên này thì cái phần thông tin biểu thị của nó cũng được di chuyển theo rất là mượt mà và vô cùng chuyên nghiệp như thế này. Và với cách làm này thì các bạn sẽ giúp cho người xem cảm giác cái bài thuyết trình của bạn nó được xuyên suốt và nó được liên tục, có tính mạch lạc hơn. Thì hy vọng rằng các bạn có thể áp dụng cách làm này cho những cái bài thuyết trình của các bạn ở trong thực tế. Hy vọng rằng những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình mà chúng ta thiết kế slide PowerPoint. Nếu các bạn yêu thích video, hãy nút like, share và nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.